Thấy trộm đột nhập tiệm nai, hàng xóm tỉnh giấc khóa cửa. Như vậy là một băng trộm đã đột nhập vào một tiệm nai vào lúc 1 giờ 7 phút ngày 10 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này đang lục lọi và lấy đồ đạc này. Và chúng ta hãy cùng xem. Rồi, nghe tiếng gì rồi? Đây rồi, anh hàng xóm tới rồi. Vâng, anh chốt cửa luôn rồi. À không. Bước vô. Rồi, chốt vào, chốt được hai thang rồi. Nào, mang trả đồ ngay đi nha. Không biết là có bắt được hai thằng kia hay không. Rồi, như vậy anh mở cửa, có lẽ là hai thằng kia đã chạy mất. Còn hai thằng trong này đâu? À, vào xem nó đâu rồi. Rồi, có vẻ không thấy rồi. Có lẽ là hai thằng này là cũng lượn theo con đường khác và đã chạy mất rồi. Bốn thằng đột nhập vào một tiệm nai vào hơn 1 giờ đêm. Rất may là anh hàng xóm thì lại thính ngủ, cho nên là anh nghe tiếng động phát anh đã vùng dậy và chạy ra để chốt cửa. Nhưng mà cuối cùng là bốn thằng vẫn chạy mất. Nên các bạn chúng ta thuê cửa hàng thì các bạn không nên để những món đồ có giá trị cũng như là tiền nong ở cửa hàng, vì rất dễ bị trộm đột nhập và lấy đi. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.